Là địa bàn nông thôn, giao thương tại huyện Đất Đỏ chủ yếu qua các chợ. Trên địa bàn huyện có 6 chợ, trong đó 2 chợ hạng 2 là chợ Đất Đỏ, Phước Hải, còn lại là chợ hạng 3, chủ yếu cung cấp những mặt hàng thiết yếu, các loại nông sản, hàng hóa, giản đơn, sản xuất tại địa phương. Những năm gần đây, cùng với đà phát triển kinh tế xã hội, các kênh bán lẻ tại Đất Đỏ cũng hình thành phát triển, góp phần đa dạng hơn phương thức giao thương, người dân cũng có thêm lựa chọn mua sắm. Năm 2022, trên địa bàn huyện Đất Đỏ có 3 siêu thị mini thuộc hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh, 1 siêu thị mini tại khu du lịch thuộc thị trấn Phước Hải và hơn 10 cửa hàng tự chọn trải đều ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các siêu thị mở cửa từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày, bày bán đủ loại từ thực phẩm tươi sống đến các loại hàng gia dụng. Đây cũng là nơi tiêu thụ lượng lớn rau xanh từ các nhà vườn địa phương. Giá cả niêm yết rõ ràng, em muốn lựa chọn sao hợp túi tiền của mình thì em mua. Với lại mặt hàng ở đây nó cũng phong phú, nó cũng hợp với nhu cầu của em. Ban đầu thì cũng là vắng vậy, sau này khách hàng vô đây mua và cảm thấy chất lượng tốt, giá thành cũng rẻ hơn và mà vô đây mua hàng hóa nó sạch sẽ, an toàn, đảm bảo vệ sinh thì mọi người ủng hộ rất là nhiều. Từ tháng 2 năm 2022, nhà thuốc Long Châu đưa vào hoạt động cửa hàng thuốc đầu tiên tại thị trấn Phước Hải, cung cấp hơn 30.000 sản phẩm chính hãng, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với giá hợp lý. Mình thấy nhà thuốc giờ về đây mình mua đồ, mua thuốc rất thuận tiện. Lúc trước chưa có nhà thuốc Long Châu thì mình thường lên Bà Rịa, khi mà về thị trấn đây thì mình thấy nó thuận tiện hơn, tại gần nhà. Cùng với chuỗi siêu thị, hệ thống cửa hàng tự chọn Tạp Hóa Mini cũng được mở rộng ở hầu hết địa bàn Đất Đỏ, trở thành điểm mua sắm của nhiều người dân địa phương nhờ nguồn hàng hóa đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp với đại bộ phận dân cư. Nói chung có trải qua cái thời gian khó khăn mà dịch rồi thì lúc này bán cũng được rồi. Nó cũng có nhiều cái mặt thuận tiện trong đó. Cũng có người ta đứng ngoài ta hỏi, cũng có người vô tự người ta coi giá rồi người ta lựa chọn. Cũng mua theo cái kiểu hồi xưa vậy đó, ta đứng ta hỏi giá, hỏi đồng ý, người ta mua cũng có. Còn một số người thì vô ta chọn giống như siêu thị vậy thôi, chọn ta món nào vừa ý, người ta mua, người ta lấy, người ta lựa. Trong khi các kênh bán lẻ hiện đại không ngừng phát triển, thì hoạt động kinh doanh tại các chợ cũng có sự dịch chuyển phù hợp để tăng sức cạnh tranh. Chợ Phước Hải, huyện Đất Đỏ từ tháng 4 năm 2022 được công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Chiến, trực tiếp quản lý chợ, chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh và khai thác. Cùng với việc sửa chữa, cải tạo các khu vực xuống cấp trong chợ, ban quản lý còn lắp đặt 18 camera phủ sóng toàn chợ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tình trạng mất an ninh trật tự. Sắp xếp lại thì buôn bán thì trật tự vô nề nếp nó... Chợ nó bán cho nó gọn gàng, nó bán mỗi người nó bán đắt hơn tí. Ban quản lý là cho mình mức giá thuê là 5 năm là không có lên giá. Với diện tích 13.700 m², chợ Phước Hải có gần 500 tiểu thương. Chợ không chỉ là nơi người dân địa phương đến mua sắm, mà còn là nơi nhiều du khách đến tham quan mua hải sản tươi sống. Rất là phong phú, quá trời những cái món mà giống như chị ở Biên Hòa mà không có mà ở đây cũng có, thành rất là vừa phải. Và giống như là mấy cô bán hàng thiệt thà lắm, không có nói thách gì nhiều hết á. Theo định hướng phát triển thương mại năm 2023, huyện Đất Đỏ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng mới một chợ hạng 3 là chợ Phước Long Thọ trên diện tích 1,18 ha, xây dựng siêu thị loại 3 trên diện tích 2,4 ha. Xây dựng khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc đường quy hoạch số 2 ở thị trấn Phước Hải trên diện tích 2,8 ha. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho người dân có thể là kinh doanh, mở rộng và làm tốt hơn cái những cái cửa hàng hiện có của mình. Đồng thời là tạo các điều kiện để thu hút các cửa hàng tự chọn cũng như là các siêu thị mini đến đầu tư tại địa phương để tạo cái bộ mặt khang trang cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm tốt nhất cho người dân. Huyện Đất Đỏ cũng tập trung quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ thông qua mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống điện, nước, chiếu sáng, hạ tầng thông tin. Để đạt các mục tiêu đặt ra, huyện Đất Đỏ chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân địa phương, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại như xây chợ, siêu thị, cửa hàng tự chọn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác triển khai dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương thông qua xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm.